Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình đọc truyện bên thầy. Tiếp theo đến mẫu chuyện chết tốt. Vào khoảng tháng 2 năm Canh Thìn 1940, lúc Đức Huỳnh giáo chủ còn ở tại tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo, một hôm sau thời thuyết giảng đạo lý xong, bá tánh lần lượt dần ra về, chỉ còn lại một số tín đồ thân cận còn ngồi lại đàm đạo cùng nhau. Có ông lên tiếng nói: "Tôi thấy độ rài, có người đau không kịp uống thuốc đã chết, cũng có người không thấy đau yếu tự nhiên ngã lăn ra mà chết, lại có người ngủ rồi chết luôn, có người lại đau chưa kịp cạo gió cũng chết. Nhiều cái chết bất đắc kỳ tử quá." Ông tín đồ khác lên tiếng: "Chết như vậy mới là chết tốt, tôi chịu chết như vậy đó, khỏi cực khổ vợ con, cũng không bị hành sát thân." Lúc này từ trong nhà đi ra Đức Thầy lên tiếng hỏi: "Cái gì mà chết tốt chết không tốt vậy?" Mọi người đồng đứng lên thuật lại cho Ngài nghe. Nghe xong Đức Thầy liền cho biết: "Chết như vậy mà tốt cái gì? Cái đó là quỷ vô thường đến bắt, không kịp uống thuốc hay chối chăn, đâu mà là chết tốt. Mà chết tốt là mình tu hành đúng những gì trên trước chỉ dạy, sống sao cho trọn đạo, trước khi chết biết trước ngày giờ, và trước khi dứt hơi thở sau cùng biết niệm Phật cầu sanh Phật quốc rành rẽ, chính là thể hiện kết quả cuộc đời hành đạo của mình. Như thế mới gọi là chết tốt." Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Phỉ. Trong sấm giảng thi văn giáo lý, Đức Thầy có cho biết: "Phải ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu." Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện cung kính bề trên. Cứ vào ngày mùng 3 tháng chạp hàng năm, đến năm nay là năm Ất Dậu 1945, sau khi cúng dỗ cho thân mẫu xong, ông Bộ Quế trở lên Sài Gòn, nơi Đức Thầy đang đặt văn phòng số 138 đường Mít, có đem theo một số bánh trái, trong đó có bánh tét, bánh ít, để đãi anh em cùng dùng góp vui. Ông Bộ có nhờ cô ký giỏi bên hậu cần tiếp các bánh để dọn lên mời Đức Thầy cùng anh em. Tính cho tiện, cô ký cắt chia đòn bánh tét thành từng phanh nhỏ, để luôn cả giỏ cho anh em cầm cho đỡ bị dính tay. Khi cầm phanh bánh tét lên, Đức Thầy nhìn rồi cười hỏi: "Các ông ăn bánh tét có ăn luôn lá hay bỏ lá?" Ông xã bộ lên tiếng đáp: "Dạ thưa thầy, lá chỉ cầm cho khỏi dính tay, chớ đâu ăn được." Đức Thầy có lời dạy bảo và cho biết: "Tôi nói để các ông lưu ý, khi cắt bánh dọn ra mời khách nên cắt hết lá, lấy lá lót bên dưới để bánh ở trên, rồi dọn đũa gấp ăn mới lịch sự vệ sinh. Đặc biệt là muốn dâng cúng món chi trên bàn thờ ông bà, cha mẹ, cửu quyền, thất tổ, không nên để nguyên vỏ hay lá, mà phải cắt lột hết ra như đại thượng khách dạy, để tỏ ra sự cung kính trân trọng bề trên." Thuật theo lời ông xã bộ với.
Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện hiểu lầm Phật dẫn độ. Một buổi sáng sớm vào mùa đông năm Kỷ Mão 1939, sương lạnh còn phủ trùm đường đi cây cỏ, thì ông Út Trác từ Mỹ Hội Đông đã đến xã Hòa Hảo với ý định thăm đức thầy và chờ nghe thuyết pháp. Đến nơi vào lúc 7 giờ, ông thấy người ở các xã lân cận cũng lần lượt đi tới khá đông, kẻ thì nhờ trị bệnh, người thì chờ nghe giảng đạo. Lúc đó đức thầy chữa trị cho các bệnh nhân vừa xong thì ngài thuyết giảng đạo pháp trên 1 tiếng đồng hồ. Ngài nói không dừng. Bấy giờ có một ông lão trạc độ 70 tuổi ngồi cách đức thầy không xa, đang thì thầm tán thán việc đức thầy thuyết pháp và trị bệnh. Đức thầy liền ngó ngay ông lão nói: "Bấy giờ đâu có mấy ông, sau này sẽ có nhiều người xuất hiện, họ dùng tà thuyết còn linh giỏi hơn tôi nữa ông à." Ông lão liền đứng lên chắp tay lại: "Thưa cậu Tư, cậu nói như vậy rồi nữa sao chúng tôi không biết bị lầm người ta rồi làm sao?" Đức thầy liền đáp: "Nếu họ giả ra hình dáng giống thầy, quý ông không biết tưởng thiệt mà lầm, thì Phật và thầy có thể cứu độ được. Còn như thấy ai không giống Phật với thầy và không có y theo lời dạy tôn chỉ của thầy thì các ông đừng tin. Bằng nếu có số người đã biết ông thầy ấy không giống, không chánh mà vẫn tín ngưỡng, thì Phật và thầy không thể cứu độ ông ấy được." Thuật theo lời ông Út Trác ở Mỹ Hội Đông. Phần nhận xét: cái không biết và biết của người sơ tâm tầm đạo có cao thấp, sâu cạn khác nhau. Chỉ có cái biết của các đấng hoàn toàn giác ngộ mới thông suốt đến chỗ vô cùng tận như nhau. Cho nên câu không biết tưởng thiệt mà lầm ở đây chỉ cho hạng người có tâm mà thiếu trí, nghĩa là họ rất có lòng nhiệt thành tầm đạo nhưng thiếu sự suy xét chu đáo nên dễ bị lầm lạc theo tà sư. Tuy nhiên đức Phật và đức thầy có thể cứu độ được là vì họ có sẵn hột giống đạo, tức là có sẵn căn lành, nên khi nguồn mưa pháp của Phật thầy ban đến thì họ lập tức quay về với ánh sáng chân lý. Cũng như các ông Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Vô Não trước kia, các ông cũng theo ngoại đạo tà giáo, nhưng khi được gặp đức Phật giác tỉnh thì các ông trở về với chánh đạo. Và thời nay có trường hợp của anh Quỳnh Văn Chấn chúng ta đã được nghe qua. Còn câu bằng ai biết họ không chánh mà vẫn tin thì Phật và thầy không thể nào cứu độ được là chỉ cho hạng có trí mà vô tâm. Bởi cái biết của số người này còn trong vòng thế trí chớ chưa phải là trí huệ, nên dù họ có hiểu được ông thầy và mối đạo không chánh, song họ vẫn tin theo để a tùng lợi dụng tiền bạc hoặc nhờ ông ấy ban cho bùa phép hay tước quyền chi đó. Vì thế Phật và thầy không thể nào cứu độ họ được. Sở dĩ đức thầy nói với ông lão câu sau này
sẽ có nhiều người linh giỏi hơn tôi nữa ông à. Là vì Ngài đã đón biết lúc Ngài xa vắng, sẽ có số người bị lầm theo tà đạo. Để tránh tai hại nói trên, Đức Thầy nhắc nhở: người có tâm nếu không tập suy gẫm cho mở trí thì hay dễ bị lường gạt. Người có trí mà vô tâm thì hay xảo trá. Nên trí và tâm người học đạo cần tìm cách làm cho nó được phát triển cả hai, để lấy tâm làm chủ trì mọi việc, lấy trí mà phán xét mọi việc trước khi ta sắp đưa cho tâm chủ trì. Được như thế chắc chắn ta học đạo mau thành công đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình đọc truyện bên thầy. Tiếp theo đến mẫu chuyện Câu chuyện Thiên Cơ. Câu chuyện này do ông Hương Chủ Lâm Thơ Cư kể. Ông ở làng Mỹ Hội Đông, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Gia đình khá giả, có danh tiếng nhất trong vùng. Sau khi thọ giáo với Đức Thầy, ông chủ phế hết quyền lợi, thường lui tới tổ đình để nghe pháp. Khoảng thời gian Đức Thầy bị người Pháp dời đi từ Châu Đốc đến Sa Đéc, Cần Thơ, nhà thương Chợ Quán, rồi Bạc Liêu, Sài Gòn, ông chủ cư đều theo sát bên Đức Thầy. Đến đầu mùa xuân năm Ất Dậu 1945, người Pháp theo dõi ruồng bắt những tín đồ có trách nhiệm trong đạo ở các địa phương, cho nên các vị ấy cũng như ông chủ cư đều lên ở chung với Đức Thầy tại văn phòng Sài Gòn. Sáng hôm nọ, mọi người đều ở tầng dưới, chỉ một mình Đức Thầy và ông chủ cư ở trên lầu. Trong câu chuyện vui vẻ, ông cư mới nói: rồi đây tôi sẽ kiện Đức Thầy cho mà coi. Đức Thầy liền cười và hỏi: tại sao ông chủ kiện tôi? Ông chủ nói: tôi vì nghe lời thầy mà gia đình và sự nghiệp đều bỏ hết. Tới chức cai tổng mới đây tôi cũng bỏ luôn, không ra tranh cử. Đức Thầy liền nói: ông chủ kiện tôi tới đề cư hay đề cách gì đây? Và kiện bởi nghe lời lý do gì mới được chứ? Ông chủ nói: tôi kiện thầy lên tới Đức Ngọc Hoàng, vì thầy nói đến Thân Dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng quan, mà tới bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nói tới đây, bỗng có ông Hào Phỉ ở dưới lầu đi lên. Đức Thầy nhìn sang ông Phỉ, vừa cười vừa nói: Hương Hào nghĩ coi, tôi mở đạo để khuyên người ta tu hành, mà có người đòi kiện tôi đây nè. Ông Hào Phỉ lanh trí mới thưa: tôi nghe thầy nói tu không tu cũng không mời thỉnh, chứ thầy đâu có rủ ren hay nài ép ai mà người ta đòi kiện. Vậy mà ai đòi kiện Đức Thầy vậy chớ? Đức Thầy nhìn qua ông chủ vừa nói: thì ông chủ đây chứ ai. Đoạn Ngài thuật lại câu chuyện nãy giờ cho ông Phỉ nghe, rồi Ngài nói qua chuyện khác. Ít hôm sau, mọi công việc cũng bình thường. Bỗng có tiếng còi báo động khắp đô thành, mọi người đều xuống hầm núp. Đức Thầy cũng xuống theo. Ai nấy đều ngạc nhiên tự hỏi, mấy lần trước đây còi báo động như thế nào Đức Thầy cũng không xuống, nhưng hôm nay tại sao Đức Thầy lại xuống theo mình? Qua mấy phút im lặng, bỗng một tiếng súng đại bác nổ thật lớn,
rồi cứ liên tiếp nổ rền rỉ khắp nơi. Mỗi lần tiếng súng nổ vừa dứt, Đức Thầy kêu ông chủ cư hỏi: "Có không ông chủ?" Đức Thầy hỏi luôn 3 lần như vậy. Lúc ấy ông chủ vừa run sợ, vừa tủi thẹn cho lời nói đòi kiện Đức Thầy của mình hôm trước thật quá thất lễ. Ông liền gian xin Đức Thầy với giọng nói run run: "Thầy ơi, bao nhiêu cũng đủ rồi thầy." Thuật theo lời ông Hương Hào Phỉ. Phần nhận xét: nghe câu chuyện vừa qua, chúng ta thấy có những điểm cần lưu ý. Điểm thứ nhất, vì ỷ lại vào bà con nên trong lúc trò chuyện với Đức Thầy, ông chủ thốt ra những lời hình như thiếu e dè và kính nể. Điểm thứ hai, vì quá chú trọng về thời cuộc, ông chủ chưa chọn niềm tin nơi Đức Thầy mới hoài nghi, khiến lòng ông phân vân do dự. Nhớ lại mình đã bỏ nhiều cơ hội tốt cho gia đình và sự nghiệp, nên ông mới có những lời nghe như thống trách và tiếc uổng. Đức Thầy rất biết rõ tâm niệm của tín đồ, song vì thiên cơ bất khả lậu nên Ngài chỉ hé mở đôi chút cho mọi người tự tìm hiểu. Do đó, trước lời thống trách của ông chủ, Ngài chỉ nói nửa đùa nửa thật vậy thôi. Điểm thứ ba, bởi biết trước mọi việc sắp xảy ra nên khi còi báo động, Đức Thầy theo mọi người xuống hầm núp, mà từ trước tới giờ Ngài chưa bao giờ xuống. Ấy là Ngài biết đã đến lúc cần giác tỉnh ông chủ cư. Riêng về ông chủ, khi nghe tiếng súng nổ vang rền và liên tiếp khiến ông khiếp sợ, nhưng lúc nghe Đức Thầy hỏi "Có không ông chủ?" thì ông rất ăn năn cho lời nói và ý nghĩ nghi ngờ vừa qua của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện cấm thọ thực 3 nhà. Theo lời ông Lê Văn Lưu, ngày 22 tháng 9 Tân Tỵ 1941, chính ông được nghe ông Cao Bá Hấn thuật lại. Ông Cao Bá Hấn là tín đồ thường gần gũi Đức Thầy với nhiệm vụ thơ ký. Một hôm, ông Hấn ngỏ ý hỏi Đức Thầy về vấn đề xử thế tiếp vật, phải làm thế nào cho đúng tư cách của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, và nên giao tiếp với những hạng người nào trong xã hội. Lúc ấy đến buổi dùng cơm, Đức Thầy nghiêm nghị nhìn ông Cao Bá Hấn phán dạy: "Tôi cấm ông không được dùng cơm ở 3 nhà Ông Hấn ngạc nhiên nói: "Bạch Thầy, có biết bao nhiêu nhà trên đất này, Thầy cấm có 3 nhà thì làm sao con tránh?" Đức Thầy dạy: "Ông nhớ nghe, 3 nhà là: 1. Nhà buôn bán súc vật; 2. Nhà chuyên nuôi súc vật; 3. Nhà làm nghề hạ bạc, chài lưới tôm cá." Thời gian ít lâu sau, ông Cao Bá Hấn ghé thăm nhà một người bạn làm nghề đóng đáy, giăng lưới chặn cá dồn lại để bắt ở sông hay rạch. Ở mãi mê trò chuyện khá lâu, đến buổi dùng cơm, gia đình dọn mâm lên mời ông dùng bữa. Ông chợt nhớ lại lời thầy dạy, ông Hấn liền từ chối không dùng bữa. Thấy hành động bất thường của ông,
chủ nhà ngạc nhiên hỏi: "Từ trước đến giờ, mỗi lần anh ghé thăm, không bao giờ từ chối những bữa cơm thường nhật. Hôm nay có điều gì phiền muộn, hay tôi có lỗi lầm gì chăng mà anh lại từ chối với gia đình tôi vậy?" Ông Hấn xua tay đáp: "Không, không, không có việc chi buồn phiền, mà gia đình anh cũng không có gì làm tôi phật ý cả. Chẳng qua tôi giữ theo lời thầy cấm đó thôi." "Thầy cấm thế nào?" ông chủ nhà hỏi. Ông Cao Bá Hấn đáp: "Thầy cấm tôi không được ăn cơm ở ba nhà. Một là nhà buôn bán súc vật, hai là nhà nuôi súc vật, ba là nhà làm nghề hạ bạc mà nhà anh lại làm." Chủ nhà nghe nói ngắt lời: "Nếu đức thầy đã cấm anh như vậy, tôi không ép. Nhưng anh là tín đồ thầy, tôi cũng là tín đồ của thầy. Thầy cấm anh, tôi cũng phải chừa nữa chứ. Thôi, anh hãy dùng với tôi bữa cơm này. Tôi hứa với anh sẽ không làm nghề này nữa." Ông Hấn nghĩ biết đâu thầy dạy mình để hóa độ bạn này. Nghĩ xong, ông liền nhận lời dùng cơm với gia đình. Người bạn và ông thầm khấn nguyện đức thầy sẽ chứng giám cho việc làm của mình. Thật thế, sau khi bạn ông Cao Bá Hấn dùng bữa cơm xong, ông liền đem lưới đục ra. Lưới ông bầm to bầm nhỏ, đục ông chặt bỏ ráo trơn. Xong, ông xoay qua nói với ông Cao Bá Hấn: "Thầy đã cấm mình không làm, mà mình để cho người khác làm, thì mình cũng còn một phần lỗi lớn." Thuật theo lời ông Lê Văn Lương. Phần nhận xét: câu chuyện này thầy dạy ông Hấn, mà cũng là huấn từ để dạy chung cho tất cả tín đồ. Bởi vì trong 10 điều ác thì ác sát sanh là đứng đầu, và trong 5 giới, giới sát cũng là di thủ. Bởi nhà buôn bán súc vật và nuôi súc vật cũng như làm nghề hạ bạc đều là gây tạo quá nặng nề sát nghiệp. Nên chẳng những thầy cấm, mà Đức Phật xưa kia cũng cấm chư đệ tử không cho gần gũi và thọ thực ở nơi có tạo ác nghiệp nói trên. Đức Thầy cũng đã từng phán dạy: sinh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Lời thầy cấm ông Hấn thọ thực ba nhà là một tiếng chuông buổi sớm để thức tỉnh những ai có duyên với thầy mà còn nặng mang sát nghiệp, hoặc nuôi hoặc mua bán có tính cách cộng đồng sự sát nghiệp, hay là tín đồ biết nghiệp sát là một thứ nghiệp không nhỏ. Hơn nữa, người tu hành ai lại quên câu: đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ. Thế thì người chân tu lúc nào cũng trọng đức hiếu sinh làm căn bản. Ông bạn của ông Cao Bá Hấn quả là người có thiện căn đại trí, nên vừa nghe ông Hấn kể lại liền giác ngộ rất nhanh, lại có đủ dũng lực mới thắng nổi con ma lợi mà chặt bỏ lưới đục và kết luận bằng câu: thầy đã cấm mình, mình không làm mà để cho người khác làm thì cũng có một phần lỗi lớn. Câu nói tuy thông thường mà hàm chứa một ý nghĩa thanh cao, rất xứng đáng là một tín đồ ngoan đạo. Thật vậy,
Nếu một tín đồ biết tuân thủ lực quy của thầy tổ như ông Hấn và người bạn ông, thì có lo gì không chống đạt đến kết quả thanh cao, để đến nơi đầy an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện tu tiến chớ tu lùi. Lúc Đức Thầy ở Sài Gòn, có bà hai Quỳnh Thị Cưỡng và em thứ tư là bà Quỳnh Thị Lịnh ở Tòng Sơn. Sau khi được quy y với Đức Thầy, hai bà về nhà cố gắng lo tu thân hành thiện. Hàng ngày thường xem sám giảng của Đức Thầy là một quyển kinh vật tụng. Khi đọc đến câu chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, thì hai bà bàn tán với nhau. Bà hai nói với bà Tư: "Dì Tư à, thầy bảo chay bốn bữa ấy là quy tắc, mà mình ăn 6 ngày, lại ăn thêm 1 năm 3 tháng nữa, sợ e trái lợi thầy có lỗi." Bà Tư nói: "À, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng từ khi chưa quy y thì mình ăn theo truyền thống của cha mẹ theo thiền lâm. Bây giờ đã quy y với Đức Thầy thì phải ăn lại 4 ngày, chứ ăn dư sợ có lỗi quá chị." Hai bà ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn biết rõ hơn, chị em mình nên đi lên Sài Gòn trước thăm Đức Thầy, sau nhờ Thầy dạy cho mình biết coi nên để y hay sửa lại." Bàn tán xong, vài ngày sau hai bà đi đến Sài Gòn. Khi ra mắt Đức Thầy, bà Tư lẹ miệng bạch: "Bạch Thầy, chị em con lên thăm Thầy và nhờ Thầy dạy cho chúng con biết một việc. Nguyên trước kia chưa quy y với Thầy, chị em con ăn chay theo thiền lâm 1 tháng 6 ngày với 3 tháng tam quân. Nay Thầy dạy ăn 4 ngày, vậy bây giờ chúng con ăn bớt lại hay là ăn luôn, nhờ Thầy chỉ dạy." Nét mặt từ bi, Đức Thầy mỉm cười bảo: "Thuở nhỏ cô đi học lớp mấy trước nhất?" "Dạ bạch Thầy, đầu tiên con học lớp 5 Đức Thầy hỏi: "Rồi năm sau cô học lớp mấy?" Bà Tư bạch Thầy: "Năm sau con học lớp 4 Đức Thầy dạy: "Mới thì học lớp 5, sau lớp 4, rồi đến lớp 3, nhì, nhất. Nên nhớ là càng học càng lên, chớ không ai học xuống bao giờ." Sự tu cũng vậy, các cô ăn mỗi tháng 6 ngày, 1 năm 3 tháng là tốt lắm, cớ sao đổi ăn bớt lại. Sở dĩ Thầy dạy chay 4 bữa đó là nguyên tắc đầu tiên của người sơ học, phải tùy trình độ của họ mà cho họ tập sự theo điều kiện tối thiểu. Rồi khi trình độ giác ngộ khá thêm sẽ từ từ tiến, chớ chẳng lẽ ở một chỗ hoài sao. Nên nhớ tu là phải tu lên, chớ đừng tu xuống nhé. Thuật theo lời cô tu sĩ Lý Mỹ Phước, con gái bà hai Quỳnh Thị Cưỡng. Phần nhận xét: các đấng cứu thế bao giờ cũng phải tùy duyên quá độ, cũng như đấng cha lành lúc nào cũng phải biết rõ ố tật của con thơ. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài khi xưa quá độ đệ tử, trước tiên Ngài cũng dạy cho hàng đệ tử tại gia ăn chay mỗi tháng chỉ có 2 ngày là mùng 1 và ngày rằm. Khi trình độ giác ngộ của họ tiến hóa, họ sẽ phát hiện từ bi
và từ từ ăn 6 hoặc 10 ngày hoặc trường chay. Đó là diệu dụng của bậc đại giác thường hành tới phương diện giác tha. Về điểm này, một hôm ông cò Tào Hảo trong câu chuyện đàm luận đạo đức với đức thầy, ông nói: "Tôi thấy pháp môn của ngài dạy tu giải thoát, còn bên Tam Kỳ người ta dạy tu tiên, nhưng ăn chay trường rất nhiều, còn ngài dạy có 4 ngày sao giải thoát được?" Đức thầy trả lời: "Mình là người đạo Phật rồi, sở dĩ tôi dạy tín đồ tôi ăn chay 4 ngày, đó là quy tắc tối thiểu là 4 ngày. Rồi tự họ nhận thức cho rõ ràng, sẽ tiến lên và chứng 4 bậc: Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, vô số tính điếm. Còn nếu tôi bắt người ta ăn chay trường thì người ta làm không nổi, vì họ chưa nhận thức rõ từ chỗ 4 bữa. Rồi họ nhận thức được, từ từ tiến lên, cái đó mới là kết quả, còn bắt buộc sẽ không có kết quả, ông ạ." Qua câu chuyện trên, ta thấy Đức Thầy cũng như Đức Phật bao giờ cũng tùy duyên hóa độ, cũng như phương pháp tập bơi lội của đứa trẻ. Khi nó chưa biết lội, nó cảm thấy sợ nước lắm, nên mẹ phải dùng phù phao và theo sát bên nó. Đôi khi nó còn không chịu lội nữa, nhưng đến lúc lội giỏi thì nó thấy ham thích, dù không được mẹ bảo, chúng vẫn đòi tắm bơi lội. Chúng ta có phúc duyên được gặp chân lý siêu màu của thầy tổ, nên cố gắng tu tiến chớ tu lùi. Nam mô A Di Đà Phật.